Em phải chào mọi người nhá. Em lại tiếp tục test một cái bộ Wii này, Nintendo Wii, bộ full box luôn cho bạn Trung. Em bạn mua thêm ba cái tay, ba bộ tay nữa, gồm ba tay với cả ba nunchuck, một cái ổ cứng game 500G. Đấy, đây là cái đầu chuyển sang HDMI nhá. Đây, bây giờ mở cái hộp xong này hướng dẫn cách sử dụng luôn nhé. Đây, một bên trong của nó đây. Đây là phụ kiện, đây là thân máy này. Bộ full box này không phải mới 100% nhưng nó còn khá là mới nhé. À, nhìn vỏ rất là đẹp. Đây là thân máy này. Một cái tay này. Đi theo máy bao giờ chỉ có một cái tay thôi. Đấy. Đây là nguồn này. Đây là cục nguồn. Nguồn này 220 luôn nhé. Không phải 110 đâu, 220 luôn. Nguồn zin luôn này. Đây. Nguồn thì họ cắm ở đây nhá. Đây là cái rác nguồn này. Cắm ở đấy. Rồi. Cái hộp bên này thì có một cái nunchuck này. Đây là cái nunchuck này, rất còn mới nhá. Chưa sử dụng đâu. Nunchuck đi theo cái tay này. Đấy. Đây là cái dây AV này. Dây AV để kết nối với TV này. Nhưng mà bây giờ TV mới bây giờ là không còn dây cổng AV nữa đâu. Thì mình chuyển sang cái đầu này, Wii to HDMI này. Đấy, cái đầu này thì bạn cắm vào đây. Đấy, xong rồi cắm dây HDMI vào đây. Rồi, ở đây có một cái. Cái này là cái chân đế này. Chân đế để dựng cái thân máy lên như này. Đấy, dựng lên. Đấy, chân đế, trong này nữa. Sách vở này. Sách vở nha, đây là cái gá của cái chân đế này. Đây, nó góc vào như này. Đấy, để nó đứng cho nó vững hơn. Đấy. Ok, đây là cái thanh cảm biến này. Còn khá là mới đấy. Cái này như chưa sử dụng luôn. Đây là thanh cảm biến này. Đây, đây thanh cảm biến này, đây là cái nó gọi là cái sensor bar để nó nhận tín hiệu từ các cái tay này. Đây, không dây nhá, nhận tín hiệu. Đây, cái thanh này phải đặt về hướng người chơi nhá và không có vật cản gì đằng trước. Tốt nhất là gác lên cái tivi, gác lên nắp cái tivi. Đấy, cái thanh này thì kết nối với thân máy bằng cái jack này, jack màu cam này. Đấy, cắm vào lỗ màu cam này. Ui này thì không cắm nhầm được. Đấy, thế thôi. Còn cái nunchuck này. Nunchuck này dùng thì một số game nó yêu cầu phải cắm cái nunchuck vào nó mới cho chơi, thì cắm vào cái sau cái đít của cái tay này. Đấy. Cắm sau đít của cái tay nhá. Tháo ra thì rút ra này, bóp hai bên và rút ra. Đấy. Nhiều game nó yêu cầu phải cắm cái này vào nó mới cho chơi. Rồi. Đây là ổ cứng game. Đây là cái dây kết nối ổ cứng. Đấy, cứng game thì bạn cắm vào đây. Cắm một cổng USB của nó nhá. Đây này. Nó có hai cổng USB thì phải cắm cái ổ cổng ở dưới này nhá. Để nằm cái máy ra thì cắm ở cổng dưới. Cổng dưới nó mới truyền dữ liệu, còn ở trên nó chỉ có điện thôi. Đấy, thế thôi. Bây giờ mình sẽ lắp vào xong mình bật. Mình dẫn bạn sử dụng tiếp nhá. Đây. Dây HDMI đây. Nguồn này. Đây thanh cảm biến. Đấy,
cảm biến đặt như này hoặc là gác trên nóc tivi rồi, không có cái vật cản gì đằng trước là được. Tay nhá, tay thì bạn về bạn phải mua pin nhé, chạy pin con thỏ, pin AA thôi, nhưng mà mua loại pin tốt tốt và đừng mua pin con thỏ, pin con thỏ thì nó hay bị chảy nước, nó làm hỏng cái tay lắm. Tốt nhất là mua cái pin sạc ấy thì nó dùng được kinh tế hơn, hết pin lại sạc, hết pin lại sạc. Đấy, đây bật máy thì như này, bật máy thì bạn bấm vào cái phím power này trên cái tay nhá. Đấy, máy nó sẽ bật, hoặc là bấm phím nguồn trên thân máy cũng được thì máy sẽ bật thôi. Đấy, bấm phím A để continue này. Đấy, máy này nó sẽ nhận được 4 tay cùng một lúc nhá. Đấy, tay nào bật trước nó sẽ có đèn số 1 hiện lên này. Đấy, tay số 2 thì nó sẽ đèn số 2 sáng, tay 3 tương tự như vậy, tay số 4. Đấy, đây là cái tay điều khiển thì nó có cái phím A này, phím A để chọn này, phím đằng sau là phím B này. Đấy, phím này là phím điều hướng này, phím nguồn này, phím này là phím home này để về cái menu chính này này. Đấy, phím cộng trừ thì tùy từng trường hợp nó sẽ áp dụng, phím 1, 2 cũng vậy. Đấy, thì bây giờ là đây là cái giao diện của Wii này. Đấy, giao diện của Wii nhá. Thì để chơi game Wii ấy, thì bạn vào cái USB loader GX này này, bấm A để chọn. Đấy, sau đó bấm Start. Cắm lại một tướng. Bật lại. Đây, vào lại USB loader nhá. Start này. Đấy, đây là vào danh sách game, list game ấy. Cái ổ cứng này mình chưa cóp hết đâu nhá. Mình chỉ cóp một ít thôi này, tại vì cóp cả game PS3 cho bạn nó hơi lâu. Thì mình chỉ cóp ít đưa bạn ổ cứng trước, xong rồi mình cóp kia mình đổi ổ sau nhé. Đây mới được có 85 game này. Đây là game Wii có 85 game. Đấy, nó có mấy trang này, mấy trang. Sang trang thì mình bấm phím cộng hoặc trừ này, cộng sang bên phải này. Đấy, cộng sang bên phải. Đấy, có mấy trang này, game của nó này. Đấy, còn trừ thì nó sang trang bên trái. Đấy, đấy là game Wii này, bạn thích chơi game nào thì chọn game đấy thôi. Mình cóp toàn game sport với cả bọn trẻ con nó chơi đấy, game vận động thôi. Đấy, ví dụ thử một cái game game đua xe chẳng hạn nhé, Mario Kart này, trẻ con hơi chơi hay thích chơi này, Mario Kart này. Bấm chọn vào game, sau đó chọn Start. Đây, cái thanh cảm biến này lúc nào cũng phải hướng về phía người chơi nhé, để cái remote này nó có cái sensor này, này nó sẽ nhận tín hiệu không dây, và tay này không dây. Chơi game thì phải thắt cái dây này vào nhé. Đây, bạn dặn bọn trẻ con nó lồng cái dây vào xong thắt lại. Đấy, không chơi này, quăng quăng này nó tuột tay, nó phi vào tivi ấy. Đấy, bấm phím A để bấm phím A button này, bấm A này. Đấy, con trò chuột này này, layer này, một người chơi này, hai người chơi hoặc ba bốn người chơi này. Đấy, tùy chọn nhá. Đây, ví dụ một người chơi này. Đây, chọn các cái màn thôi. Đây, mình vào mình thử thôi cho team này. Chọn nhân vật này, ok. Chọn xe này, ok.
Đấy, chơi cái game này thì đặt ngang cái tay này ra, hoặc là bạn mua thêm cái vô lăng ấy để gá vào. Bạn mua thêm vô lăng thì báo mình nhá, thì lắp cái tay này vào cái vô lăng ấy. Đấy, phím hai là chạy này, xong rồi nghiêng ngả này, đấy nó lái đang nghiêng ngả này. Đấy. Đấy, như thế. Còn nó phím một là lùi lại này. Đấy. Rồi, đại loại thế. Bấm phím home là để về về màn hình chính này. Đấy, xong chọn Wii Menu. Yes. Còn nhiều game vận động khác nữa. Thì bạn cứ về bạn trải nghiệm nhá. Đấy, còn cái app này là để chơi game 4 nút này, mình lấy ví dụ luôn nhá. Nintendo Start. Trong này mình có cả game 4 nút vào rồi. Game Mario rồi là Contra với tăng tiếp ngày xưa. Đấy, list game đây. Có khoảng hơn 700 game. Đấy, chơi game nào thì chọn game đấy thôi. Đối Mario này. Đấy, chơi hai người thì bấm phím trừ là xuống hai người này, dấu trừ này. Đấy, mọi người đều lên, bấm phím cộng để start game. Xong cũng quay ngang cái tay này ra nhé. Đây, phím cộng là điều hướng này. Phím 2 là nhảy này. Đấy. Còn phím 1 là tí đã ăn được đạn thì nó sẽ có tác dụng bắn. Đấy, thế thôi. Đấy, thoát ra này. Chọn main menu, ok. Chọn exit. Đấy, trong cái này có nhiều game lắm. Game vận động có nhiều lắm. Cái ổ cứng này có vẻ có vấn đề đấy. Chạy cứ bị treo nhỉ. Treo là giữ lì cái phím nguồn này một lúc là nó tắt máy xong khởi động lại. Cái này là do ổ cứng thôi. Đấy, lại được. Cái này do ổ cứng thôi. Để sau mình đổi do cái ổ cứng khác. Cóp xong cái kia mình đổi ổ cứng cho. Đấy. Nhiều game lắm. Đây, ví dụ cho vào cái Wii Sport đi. Wii Sport. Đây, Wii Sport này. Trong này cũng nhiều trò lắm. Đấy, nó yêu cầu bấm phím A và B đồng thời này. A trên này, B dưới này, bấm đồng thời một lúc. Đấy. Ok. Trong Wii Sport này nó có mấy trò này, trò tennis này, trò này bóng chày này, bowling này, golf này, boxing này. Đấy, mình thử trò này nhá, bowling nhá. Một người chơi này. Chọn nhân vật. Yes. Rồi, ok đi. Bấm A này. À, để quay camera ra xa đi. Bấm A B này. Đây nhá. Thử chơi nhá, dấu cộng trừ này là chỉnh hướng này. Đấy, chỉnh hướng này. Rồi chỉnh xong thì giữ phím B này. Giữ hâu phím B này, xong này lăng này, xong thả phím B ra là nó lăn này. Đấy. Thấy chưa? Mình lại nhá. Hâu phím B này. Đấy. Còn một pin nữa. Đấy, đại loại chơi như thế.
mỗi một cái game nó sẽ cái phím nó có tác dụng khác nhau. Rồi, lại nhá. 5. Đấy. Khi mà quăng thì thả cái phím B ra, không hold nữa. Thế thôi. Còn một pin này. Rồi. Đấy, đại loại thế. Này hơi sáng quá nhỉ. Màn hình nó sáng quá. Thử lại nhá. Hôm vừa nãy không nhìn thấy gì cả. Lại này. Chỉnh hướng nhá. Phím điều hướng này, chống cộng này, điều hướng này. Chỉnh hướng ok thì giữ phím B này. Hold B này. Cứ lăng đấy thì thả phím B ra. Đấy. Đấy nhỉ. Ăn luôn, đấy đại loại thế. Rồi thế thôi, home lại về này. Chọn view menu. Yes, trên này nó có loa nhá, trên tay nó đều có loa với cả rung. Đấy thế thôi, tắt máy thì giữ cái phím power này. Giữ power một lúc là tắt thôi. Đấy. Rồi đấy, để tớ ship cho Trung cái này nhá. Ship cho Trung bộ này, một bộ full box cộng thêm 4 cái tay này. 4 cái tay, 4 cái nan chắc. Rồi bác nào có nhu cầu thì cứ comment ở phía dưới video nhé. Hoặc là inbox vào Zalo ấy, cái số Zalo hoặc Facebook ở phía dưới, phần mô tả video ấy. Các bác nhớ ủng hộ kênh của em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi.